Đang yên đang lành, rước cái củ ăn không ngồi rồi về. Anh vào ăn cơm đi. Bà lau dọn xong ấy, rồi đi bán hết đồng tâm này đi. Đã bao giờ mẹ bán cái này đâu? Bà không làm ý, tôi cắt cơm của bà. Bà không làm ý, tôi cắt cơm bà. Đi bán hết cái đồ này cho tôi đi. Nó cảnh báo bà rồi cơ mà. Là bán không hết thì đừng có về. Con mang tiền ra đưa cho bà. Bà cầm tiền trong phủ, thích ăn gì tự đi mà mua. Chàng chàng thấy anh wow. Con đói chưa? Đang yên đang lành, rước cái củ ăn không ngồi rồi về. Bực cái mình. Anh vào ăn cơm đi. Mẹ. Hôm nay em vội quá, không kịp nấu cơm. Em mua tạm mấy suất cơm để cả nhà mình ăn tạm ạ. Thì thôi cả nhà mình ăn cơm đi. Mẹ ăn cơm đi ạ. Mẹ ăn cơm ạ. Mẹ cơm để con ăn nha. Này, mẹ mua toàn món con thích đấy. Như con như thế là hư đấy, con biết chưa? Ok anh, con nó còn bé, có gì anh từ từ bảo thôi. Sao anh nặng lời với con thế? Không được, trẻ con là phải dạy ngay từ lúc đầu, không sau này là hư hỏng đấy. Thôi mẹ ăn cơm đi ạ. Mẹ ăn nhiều và cho khỏe nhé. Con ăn đi. Dạ vâng. Con ăn đi. Mẹ ơi, mẹ lên sống với chúng con, chúng con vui lắm ạ. Sau này mẹ cần gì, mẹ muốn ăn gì, mẹ cứ bảo với nhà con mẹ nhé. Như ăn đi. Dạ. Ăn đi Như. À, của con này. Dạ, có gì ạ. Mẹ ơi, mẹ ở nhà giữ sức khỏe mẹ nhé. Con đi công trình 2 tháng nữa con về. Mẹ cần gì, mẹ bảo với vợ con mẹ nhé. Ừ, con đi làm xa, nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống phải điều độ như chưa. Mà con thỉnh thoảng con phải gọi điện về cho vợ con, cho nó yên tâm, nhớ chưa? Dạ vâng, con biết rồi ạ. Mẹ này, mắt mẹ không tốt đâu, đêm thức dậy, mẹ đi lại cẩn thận, mẹ nhớ. Ừ, rồi, cứ yên tâm. Anh cứ yên tâm đi làm đi. Mọi việc ở nhà đã có em rồi cơ mà, anh không cần lo đâu. Ừ, em vất vả rồi, ở nhà chăm con hộ anh nhá. Vợ chồng với nhau mà anh còn nói thế à? Mà thôi, anh đi đi, không thì muộn giờ lên máy bay bây giờ. Ừ, như này. Dạ bố bảo, con ở nhà phải ngoan, nghe lời mẹ, nghe lời bà nội nghe chưa? Khi nào bố đi làm về, bố sẽ mua quà cho con. Nha. Thôi, ở đây với mẹ để bố đi làm. Đi đây. Đi đi. Đi đây. Đi đó. Bố đi nha. Gớm thôi, con bà đi làm chứ không phải đi ra chiến trường. Bà đứng đấy sụt sùi, khóc mình chẳng lóc. Đi vào đây tôi bảo. Lau sàn nhà đi. Bà lau dọn xong ấy, vào trong bếp, rửa nốt đống bát đĩa đi. Rồi đi bán hết đồng tâm này đi. Nhưng mà con ơi, đã bao giờ mẹ bán cái này đâu mà mẹ biết? Không biết ý, thì học. Bà cứ bê cái đồng tâm này đi, mời người ta mua, cứ 5.000 gói. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Thế bây giờ bà định ở nhà không ngồi rồi à? Bà định bám tôi à? Hả? Ở trong cái nhà này phải làm thì mới có miếng mà ăn nhá. Bà không làm ý, tôi cắt cơm của bà. Bà không làm tôi cắt cơm bà. Rồi, mình đi thôi con. Không để muộn giờ làm của mẹ bây giờ. Thank you.
Thôi, bà đi xuống dưới bếp ăn cơm đi. Mẹ con tôi ăn rồi. Ăn xong ấy, nhớ dọn dẹp sạch sẽ đấy. Vào đây mẹ. Bà không định dậy đi làm à? Mà giờ này vẫn còn ngủ. Con ơi, cho mẹ nghỉ hôm nay được không? Mấy hôm vừa rồi mẹ đi nhiều quá, chân mẹ đau không đi được con ạ. Này, bà già cả rồi thì chịu khó đi lại đi, chịu khó vận động đi cho nó khỏe người. Nằm một chỗ rồi ốm ra đấy lại hành người khác. Đi bán hết cái đồ mẹ cho tôi đi. Bán không hết đi, đừng có mà về ế nhá, đừng có trách tôi. Ế nhá, đừng có trách tôi. Thôi, mẹ con mình đi đi. Bà. Con ơi, mẹ mình đặc biệt lắm, cho mẹ nghỉ ngày hôm nay nhá. Này, ba lười thì có ấy, nhá. Có mấy cái gói tăm mà bán cũng không hết được. Hả? Thế lấy cái gì mà đổ vào mồm? Tôi đã cảnh báo bà rồi cơ mà, là bán không hết thì đừng có về. Ôi, này, ngồi xuống ăn cơm đi. Nổi à? Hả? Lười làm ý, mà có cơm rau ăn ý. Thế này thì đã là tốt quá rồi nhá. Được. Như ơi, con mang tiền ra đưa cho bà. Bảo bà ấy, là cầm tiền âm phủ, thích ăn gì tự đi mà mua. Dùng tiền âm phủ mà mua đồ ăn leo leo. Làm không làm được ý thì chỉ có lấy tiền âm phủ mua thức ăn ý mà đổ vào mồm bà thôi nhá. Alo chồng ạ. Em đây. Em à, mẹ dạo này như thế nào rồi? Mẹ à, mẹ hơi đau đầu anh ạ. Với cả mẹ bảo em là dặn anh từ giờ không phải gọi cho mẹ đâu. Anh mới về à? Làm kiếm tiền vất vả ngoài kia, còn ở nhà có đối xử với mẹ tôi như thế à? Em chả làm gì cả. Anh cô còn chối cãi à? Tôi đã đứng ngoài kia chứng kiến tất cả mọi việc rồi. Con ơi, không phải do vợ con đâu, tại mẹ ăn hại, mẹ vô dụng con ơi. Mẹ, cô ta đối xử với mẹ như thế, mà mẹ vẫn đinh cô ta. Nếu như hôm nay tôi không về đột xuất
thì tôi sẽ không bao giờ biết mẹ tôi sống như thế nào cả. Không phải đâu, tại gần đây thời tiết thay đổi, cơ thể em không được khỏe, em hơi mệt nên là em... Ôi em đi, dù cô mệt mỏi như thế nào cũng không được bắt mẹ tôi ra đường bán tăm để kiếm tiền, cũng không bao giờ được bắt con tôi đưa tiền âm phủ cho bà nội đi mua đồ ăn cả. Cô dạy con mình như thế à? Em sai rồi anh ơi, anh tha thứ cho em ạ. Cô dạy con mình như thế nào? Cô không nghĩ là sau này nó sẽ đối xử với mình như thế à? Cô không sợ à? Cô cũng có mẹ mà, tại sao đối xử với mẹ tôi như thế? Chúng ta ly dị đi. Tôi không thể nào sống với cô được nữa. Anh ơi, và con của tôi cũng không bao giờ muốn học cách sống của cô. Anh ơi, đừng, em biết lỗi rồi. Từ nay em không như thế đâu ạ. Con ơi, mẹ xin con, tất cả là do mẹ. Tại mẹ già rồi, mẹ vô dụng. Đừng làm vậy con. Khổ bé như con lại thiếu cha, thiếu mẹ. Mẹ không muốn chỉ vì mẹ và gia đình con không còn hạnh phúc. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Mẹ hãy tha thứ cho con.